Đang bắt đầu rồi, ok. Chào thầy và các bạn, hôm nay mình xin đại diện tổ 4 trình bày 3 vấn đề. Vấn đề đầu tiên sẽ là dây thần kinh hoành và hướng lây của cơn đái thắt ngực. Vấn đề thứ hai sẽ là đái thắt ngực không điển hình ở bệnh nhân đái tháo đường. Và vấn đề cuối cùng sẽ là khi bị emotional stress, bệnh nhân nặng thêm. Và sau đây sẽ là các nội dung mình trình bày. Đó là phần đầu tiên là phần giải phẫu tim, bao gồm giải phẫu mạch vành, dàn tim và chi phối thần kinh. Tiếp theo sẽ là sinh lý tim, nói về tuần hoàn mạch vành. Và sau đó là dây thần kinh hoành, cơn đái thắt ngực hướng lan, đái thắt ngực không điển hình ở bệnh nhân đái tháo đường và khi bị emotional stress, bệnh nặng thêm. Ta bắt đầu đi vô giải phẫu tim, giải phẫu mạch vành. Như các bạn đã biết là tim gồm hai cái động mạch vành, đó là động mạch vành phải và động mạch vành trái. Cái này là mình đang ghi về cái động mạch vành phải. Nó sẽ chia ra là động mạch nút xoang, động mạch nút nhĩ thấp. Nó sẽ chiếm 50-60%. Và khi bị block nhánh phải này sẽ bị rối loạn dẫn truyền. Và động mạch giãn thấp sau, động mạch vành phải thì nó sẽ cấp máu cho nhĩ phải, thấp phải, nút AV và nút nhĩ thấp, nút AV và nút xoang. Và một phần nữa nó cung cấp máu cho thấp trái gồm 25-35%. Tiếp theo là đến động mạch vành trái gồm nhánh LAD và nhánh CS. Nhánh LAD là nhánh thường bị tắc nhất. Và động mạch vành trái sẽ cung cấp máu cho tim trái, bao gồm nhĩ trái và thấp trái là nhiều. Tiếp theo sẽ đến giải phẫu về màng tim. Như các bạn thấy thì đi từ ngoài vô trong sẽ là lớp lớp sợi của lớp thượng tâm mạc. Và đây sẽ là phải là màng tim bao gồm 3 lớp, đó là lớp thượng tâm mạc, lớp ngoại tâm mạc và lớp nội tâm mạc. Lớp thượng tâm mạc bao gồm lớp sợi ngoài và lớp thanh mạc bên trong. Nhìn lên hình thì ta thấy là lớp thượng tâm mạc, đây là lớp sợi ngoài của lớp thượng tâm mạc. Còn hai lá này sẽ là lá sợi của lớp thượng tâm mạc, bao gồm lá thành và lá tạng. Mà như các bạn thấy thì cái lá tạng của lớp thành mạc này nó sẽ là lớp ngoại tâm mạc luôn. Bạn theo kịp không? Tức là theo hình này thì chỉ có là lớp cái thượng tâm mạc và cái cơ tim và nội tâm mạc thôi. Còn lớp ngoại tâm mạc này chỉ là một lớp thuộc lớp thượng tâm mạc. Và giữa cơ tim và lớp ngoại tâm mạc này sẽ là một cái lớp mỡ, nó sẽ cấp năng lượng cho tim. Và có cái khoang thượng tâm mạc ở đây, nó có dịch tim nên nó bôi trơn. Khi mà bị tiền dịch màng tim thì sẽ bị chèn ở khúc này, nó sẽ gây ra chèn ép tim. Tiếp theo ta đi đến chi phối thần kinh cho tim. Quay lại hình mới nãy đi. Chi phối thần kinh cho tim là lớp thượng tâm mạc, nó sẽ được chi phối bởi dây thần kinh hoành. Hai lớp này sẽ được chi phối bởi dây thần kinh hoành. Và cái lớp tạng này, lớp ngoại tâm mạc này sẽ được chi phối bởi dây thần kinh 10. Do đó hai cái lá này nó sẽ dẫn truyền cảm giác đau, cảm giác nhiệt và áp suất. Còn dây này sẽ không dẫn truyền cái cảm giác đó. Đoạn này là nói về cái mình mới nói nãy á. Còn chi phối bên ngoài đó là bao gồm dây 10 và hệ giao cảm. Dây 10 đóng vai trò là phó giao cảm, nó sẽ chi phối cho nút xoang và nút nhĩ thấp. Do đó là khi dây 10 kích thích này nó sẽ làm giảm tần nhiệt xoang, giảm tính dẫn truyền và giảm tính co bóp của tim. Ngược lại thì khi kích thích của dây giao cảm, nó sẽ tăng tính dẫn truyền, nó sẽ tăng tần nhiệt và tăng co bóp tim. Này chú thích là cái chi phối thần kinh của thượng tâm mạc. Cái này là mình trích từ cuốn USMLE. Nó nói là khi mà động mạch vành trái nó ở thì tâm thu, khi mà nó co nó sẽ ép các mạch máu dưới nội tâm mạc.
đây là các mạch máu dưới nội tâm mạch, còn đây là các mạch máu ở trong cơ tim. Mà bên trái nó còn nó sẽ ép cái mạch máu ở dưới ở nội tâm mạch, do đó sẽ rất ít máu vào tim mới thì tâm thu, đa số là nó sẽ vào tim mới thì tâm trương. Còn bên phải co thì nó sẽ ép cái mạch máu ở trong cơ tim, máu trong cơ tim. Đây. Đó là vẫn có một lưu lượng máu đáng kể vẫn về ở thì tâm thu, mà phần lớn là nó vẫn là thì tâm trương. Từ đó cái slide này mình có thể kết lại là máu nuôi tim là đa số thì tâm trương. Tiếp theo là về dây thần kinh tinh hoành. Trong nội dung mình trình bày thì mình chỉ nhấn mạnh là dây thần kinh hoành này nó sẽ chi phối cho thượng tâm mạch của thất trái, và chức năng của nó sẽ là cảm giác cho thượng tâm mạch. Về cơn đau thắt ngực ở hướng lan, cơn đau thắt ngực nó được định nghĩa là một cơn đau thắt ở vùng ngực, là một hậu quả của tình trạng mất cân bằng tạm thời với sự cung và cầu oxy. Mất cân bằng tạm thời với sự cung và cầu oxy là biểu hiện điển hình của bộ là của thiếu mất cục bộ cơ tim, bao gồm sơ hữu động mạch, hội chứng X và các thắt động mạch vành. Tiếp theo là mình đi về cơ chế của bệnh sơ hữu động mạch. Trước khi nói về sơ hữu động mạch thì mình sẽ nói về cái thằng LDL này trước. Khi mà mình hấp thu chất béo thì mình sẽ hấp thu tại ruột non, nó sẽ có một cái xe chở là cyclomeron, nó sẽ vô nó chở thằng triglycerid với lại cholesterol. Các bạn tương tự như là mình có một chiếc xe triglycerid, trong đây sẽ có 20 thằng cholesterol và 20 thằng triglycerid, và thằng này sẽ tên là cyclomeron, và nó sẽ đi ở khắp cái mạch, nó sẽ đi ở trong mạch máu, và nó sẽ cho những thằng triglycerid này ra, do đó nó vẫn còn số lượng cholesterol này vẫn còn trở. Đây là 20 thằng đi, đây là 20 thằng. Đó là sau khi nó đi vô mạch máu, nó sẽ phân tán triglycerid ra, do đó là số lượng triglycerid sẽ bị giảm xuống. Xuống cùng 10. Và sau đó là còn lại bao nhiêu thì nó sẽ đi vào gan. Nó sẽ tổng hợp cholesterol ở đây và sẽ tạo thành VLDL. Nó sẽ tổng hợp cholesterol ở đây nên cho nên là trong đây thì lượng cholesterol sẽ tăng lên 50. Tiếp theo đó nó vẫn đi ra ngoài biên, nó sẽ tiếp tục giao thành triglycerid này. Nó số lượng triglycerid này sẽ giảm xuống. LDL này nó sẽ chứa một lượng lớn cholesterol. Do đó là sau đó thì nó sẽ đi vào các tế bào cần cholesterol để tổng hợp, như là các ở thượng thận để tổng hợp lên các hormone steroid. Đó là thằng LDL. Giờ mình sẽ nói về cơ chế bắt đầu từ một cái tế bào nội mô bị tổn thương. Nội mô thành mạch bị tổn thương, sau đó là cái chất béo nó sẽ sau đó cái chất béo nó sẽ tập hợp tại đó. Bạn cứ tưởng tượng như là mình sẽ có một vụ tai nạn ở trên đường này, là thằng nội mô sẽ bị tổn thương, lòng mạch bị tổn thương, đây sẽ có một vụ tai nạn ở khúc này,
Và những thằng LDL này sẽ là những người dân bu quanh coi tai nạn này. Bu lại coi. Nói chuyện đâu mà bị kiến. Những thằng LDL này nó sẽ bu lại coi. Và khi mà cái nội mô này nó bị tổn thương, nó đã gọi lên thằng cảnh sát tới, nghĩa là kêu gọi thằng bạch cầu tới. Kêu gọi bạch cầu tới đây. Và bạch cầu đến đây nó sẽ nhận người quen, nó sẽ nhận thằng LDL này qua một cái receptor người ta gọi là scavenger receptor. Nó sẽ nhận người quen và sau đó là nó sẽ ăn thằng LDL này luôn. Nó sẽ tạo thành tế bào bột biển, sẽ tạo thành phân siêu. Và nhiều form cells này sẽ tạo nên một mảng sơ vữa. Tạo nên mảng sơ vữa đây. Và quan trọng hơn hết, cái thằng đây là thằng LDL bị oxy hóa. LDL bị oxy hóa này nó sẽ tiết ra một cái chất là tiền tim, tiền viêm. Nó sẽ kêu gọi bạch cầu tới nước. Nó sẽ kêu gọi thêm bạch cầu tới nước. Và cái LDL bị oxy hóa này nó sẽ ức chế tế bào nội mô tiết ra NO. Do đó khi mà các bạn chích acetylcholine vô đây, nó sẽ không đáp ứng giãn mạch được. Và ở đây thì mình có đặt ra một cái giả thiết là nếu mà mình giảm cái lượng LDL bị oxy hóa này thì nó có, mình có thể dùng một cái chất chống oxy hóa, mình có thể điều trị cho người bị bệnh sơ vữa không, hoặc là mình có thể ngăn ngừa không. Tại vì cái LDL đa số là thằng này nó sẽ tạo nên bệnh sơ vữa. Nếu mà mình dùng một cái chất chống oxy hóa như là vitamin C, vitamin E thì có sẽ giảm sơ vữa hoặc là có thể chữa được nó không. Thế nhưng mình tìm kiếm tài liệu được thì có một số nguồn nói là vẫn được. Và cái nguồn mới nhất là năm người ta làm năm 2016, làm trong vòng 20 năm thì cái cuộc thử nghiệm nó thất bại. Sau đây là một số yếu tố nguy cơ của bệnh sơ vữa động mạch. Cái cột đầu tiên là cái cột rối loạn lipid máu. Làm tăng LDL nên nó sẽ bị sơ vữa. Cái cột thứ hai sẽ là cột tăng huyết áp. Một số tài liệu nói là nó sẽ tạo nên một cái stress, như là hôm đầu bạn Phương Lan có nói. Nó sẽ làm cho thành mạch bị tổn thương. Sẽ làm cho thành mạch bị tổn thương. Đó cũng là tăng nguy cơ bị bệnh sơ vữa động mạch. Và cột thứ ba sẽ là thuốc lá. Trong thuốc lá thì có chất CO, nó sẽ làm tổn thương thành mạch luôn. Cột thứ tư là đái tháo đường, cũng góp phần làm tổn thương thành mạch. Và cột tiếp theo sẽ là bị béo phì. Béo phì thì thường nó đi đôi với là tăng huyết áp, nó đi đôi với là đái tháo đường, nên nó sẽ làm tăng nguy cơ tăng nhiều hơn. Và thì là liệu mình đọc thì ở đây thiếu bệnh nhiệt giáp. Nhiệt giáp nó là một cái nguy cơ làm tăng bệnh sơ vữa động mạch, do nó làm giảm chuyển hóa chất béo. Và tuổi tác, giới tính thì những người nam sẽ bị nhiều hơn người nữ do bị thiếu estrogen. Thiếu estrogen là estrogen nó sẽ làm tăng số lượng receptor LDL ở trên gan. Do đó là estrogen có nhiệm vụ sẽ là làm giảm LDL trong máu. Và cột cuối cùng là di truyền. Tiếp theo là cái biến chứng của nó. Khi mà nó bị canxi hóa thì sẽ gây ra hẹp động mạch thận và gây ra đau thắt ngực. Và gây ra bệnh mạch nội biên. Khi mà nó vỡ ra nó sẽ gây ra cơn nhồi máu cơ tim,
và gây ra đột quỵ. Nó sẽ gây chảy máu. Và cái này nó sẽ gây phình động mạch chủ bụng. Cái tiếp sẽ là mình sẽ đi đến hội chứng Steam. Nó được định nghĩa là một cơn đau thắt ngực do giảm lượng máu đến tim nhưng mà động mạch vành vẫn bình thường. Cái này thường là do bị rối loạn chức năng của vi mạch dẫn đến cỡ thắt mạch máu và giảm lượng máu đến tim. Nguyên nhân là do rối loạn giãn mạch là làm tăng trong mạch. Cơ chế là do nó làm rối loạn chức năng nội mô, giảm tiết NO và tăng endothelin 1 là một chất làm co mạch. Tiếp theo là mình sẽ đi đến cỡ thắt mạch vành. Đa cơn đau thắt ngực khi nghỉ ngơi và thường lên cơn đau vào giữa đêm sáng sớm. Stress nặng là do cơ thắt các mạch máu, do cơ trơn làm hẹp mạch máu. Nguyên nhân là có ba giả thiết, đó là tăng sức cơ trơn, thrombosin A2 và tăng hoạt động của thừa thể alpha adrenergic. Sau đây là cơ chế khi mà thiếu máu cục bộ cơ tim nó sẽ làm nhưng mà thiếu máu cục bộ cơ tim nó sẽ tiết ra các chất trung gian, đặc biệt là adenosine và các cytokine khác. Nó sẽ dẫn truyền theo dây thần kinh hoàn và nó sẽ dẫn truyền về hệ giao cảm này. Nó chủ yếu là dẫn truyền cảm giác đau, và dây thần kinh hoàn là cái dây thuộc hệ giao cảm và nó ở ngay cái thượng tâm mạc, nên là nó sẽ dẫn truyền cảm giác đau này. Và khi liên quan đến dây thần kinh hoàn, nó sẽ bắt nguồn từ C3, C4, C5 và nó sẽ hợp thành đám rối cổ và đám rối thần kinh cánh tay. Đám rối cổ bao gồm từ C1 đến C4 và đám rối thần kinh cánh tay gồm C5 đến T1. Do đó là hướng lan của cơn đau thắt ngực thường bắt đầu từ phía sau bên trái xương ngực, vai trái và phía trên cánh tay, thường lan xuống phía trong cánh tay, cẳng tay và lòng bàn tay đến ngón 4, ngón 5. Kịp không nhớ mấy bạn? Tiếp theo mình sẽ trình bày đến vấn đề 2, đó là đau thắt ngực không điển hình ở bệnh nhân đái tháo đường. Ở bệnh nhân đái tháo đường thì người ta có biểu hiện của cái cận lâm sàng, người ta chỉ ra là họ có nhồi máu cơ tim nhưng mà họ không bị đau thắt ngực như người bị bệnh khác. Cái này là cái keyword và cái nội dung mình trình bày. Cơ chế thường là do tổn thương của hệ thần kinh autonomic. Tổn thương của hệ thần kinh autonomic. Cái này sẽ là cơ chế rút gọn của nó. Đây, ở bệnh nhân bị đái tháo đường thì cái dây thần kinh chi phối cho mạch máu này sẽ bị rối loạn. Do cái neuron này nó hấp thu glucose không cần insulin, nên lượng glucose này hấp thu dư sẽ chuyển hóa thành sorbitol và fructose. Với nhiều sản phẩm trung gian thì nó sẽ giảm hoạt động của cái kênh K cộng ATP này. Cái kênh K cộng ATP này nó có hai chức năng. Chức năng đầu tiên sẽ là chức năng về dòng điện trong tế bào, và chức năng thứ hai của nó sẽ là điều chỉnh thể tích nước trong tế bào. Do cái kênh K cộng ATP này đó, nó sẽ đẩy 3 na đi ra và 2 ca đi vào. Do đó nó sẽ kéo nước đi ra theo natri. Nó sẽ kéo nước đi ra. Khi mà cái cơ này nó bị rối loạn là nước nó sẽ ở trong tế bào, nó sẽ gây phù nội bào. Cái này cũng là cơ chế của suy dinh dưỡng thai phù do thiếu năng lượng cho cái kênh K cộng ATP này không đẩy nước ra được, gây ra phù tế bào, nội bào.
Tiếp theo là một cơ chế nữa, đó là làm giảm lượng oxy. Khi mà giảm lượng, giảm cung cấp oxy sẽ làm giảm lượng, sẽ làm giảm tổng hợp năng lượng ATP, đó nó sẽ bù bằng cách là tăng tổng hợp, tăng vận chuyển glucose vào trong tế bào. Do đó khi mà làm tăng vận chuyển glucose vào trong tế bào này thì nó sẽ chuyển hóa thành sorbitol, và sản phẩm phụ sẽ là những gốc oxy, mà những gốc này nó sẽ làm độc cho tế bào. Tiếp theo là BKC này. BKC này cái là cái chất mới nãy ở cái sơ đồ nãy mình trình bày á, sẽ làm giảm giảm kênh na cộng ca cộng ATP. Này được không mấy bạn? Khi làm giảm lượng oxy này thì lượng ATP này sẽ bị giảm, do đó nó sẽ bù lên, nó sẽ bù bằng cách là tăng vận chuyển oxy, tăng vận chuyển glucose vào trong tế bào, và nó sẽ tạo ra những gốc có hại cho tế bào là gốc oxy kia và gốc B và BKC này. Cái chất AGE này là AGE này gồm glucose cộng với rutin và lipid. Khi mà glucose này tăng thì cái hàm lượng AGE này sẽ tăng, và AGE này nó sẽ gắn vô cái receptor AGE kia, và nó sẽ tách cái phức hợp này, sẽ gắn vô gen và nó sẽ làm chết tế bào, và cuối cùng là sẽ giảm dẫn truyền. Và những cái chất gây viêm, những cái chất gây viêm kia đó, cái lộn lại nó sẽ làm giảm dẫn truyền cảm giác. Trong đó là mình sẽ dùng cái hậu thơ điện tim, nếu mà ít tơi trên xuống trên 1 mm và kéo dài 30 giây, và nó thay đổi ngược khi mà mình cho thuốc giãn mạch, thì 98% đặc hiệu của cơn đau thắt ngực im lặng này. Nỗi khó là việc tăng nhu cầu oxy này sẽ làm bệnh tiến triển nặng thêm, do đó là mình sẽ làm giảm hàm lượng oxy cần xuống, bao gồm là beta blocker và thuốc giãn canxi, cái phối hợp thuốc, và giảm stress statin, và điều trị nội khoa sẽ là BCI và bypass. Beta blocker cơ chế này là nó sẽ bám vào cái receptor beta và nó sẽ block catecholamine này. Cái hệ catecholamine, cả hai receptor sẽ là receptor alpha này, nó sẽ ở mạch máu, tại các bạn nhớ alpha và chữ A này là ở mạch máu, còn hệ còn receptor beta này sẽ bao gồm beta 1, beta 2 và beta 3. Beta 1 này sẽ kích thích ở tim, làm tim dập tăng dẫn truyền, tăng co bóp, kích thích lên tim. Còn beta 2 này nó sẽ là làm co cực trơn, co thắt cực trơn phế quản. Và receptor beta này nó sẽ làm giãn cơ detrusor ở bàng quang. Để đó là cái chuyện beta này sẽ cấm chỉ định cho hen, do đó nó làm có thắt cơ chân khí phế quản. Một số thuật ngữ thì bên dược lý và tiếp theo sẽ là chuyện canxi. Chuyện canxi là nó sẽ block canxi đi vào trong tế bào cơ tim, do đó nó sẽ làm giảm cái sức cầu cơ tim và giảm dẫn truyền cơ tim, do đó nó sẽ là làm giảm lượng nhu cầu oxy của cơ tim. Và sau đây là một số tác dụng phụ của thuốc. Phương pháp thuốc
Thì trong chỉ định với beta blocker thì mình sẽ sử dụng chuyển canxi với nitrat hoạt động kéo dài, statin thì nó sẽ ức chế cái men HMG, nó sẽ ức chế cái men kia sẽ nó sẽ làm không tổng hợp được cholesterol, và khi nó giảm tổng hợp cholesterol thì nó sẽ làm tăng số lượng LDL receptor, nó sẽ làm tăng số lượng LDL receptor này, nó sẽ làm tăng hấp thu LDL từ máu. Tái lưu thông mạch máu này có 3 chiến lược. Trong đây là nó sẽ điều trị nội khoa, sẽ làm giảm cân đa thắt ngực và sẽ làm giảm cân nhồi máu cơ tim, và sau đó là nó sẽ làm điều trị nội khoa sẽ là bypass và DCI. YouTube để coi BCI. Cái này là bypass. Bypass là người ta sẽ lấy một cái, người ta có thể lấy động mạch trong và có thể lấy tĩnh mạch chuyển để bắt cầu qua lại. Và sau đây sẽ là vấn đề cuối cùng là emotional stress làm cho bệnh nặng hơn. Cơ chế là mình sẽ tóm tắt bằng một cái hình này. Thì cơ chế nó dài lắm. Khi mà bị stress thì sẽ làm cái hormone đáp ứng với stress là cortisol và catecholamine sẽ tiết ra, nó sẽ làm rối loạn nội mô mạch máu, nó sẽ làm giảm tổng hợp NO. Và về cái phần hệ giao cảm này, nó sẽ làm tăng huyết áp và làm tăng nhịp tim. Rồi công bằng oxy hóa khử, nó sẽ làm tăng cái gốc oxy hóa, tăng cái gốc oxy có hại cho cơ thể. Và về cái hệ truyền hình angiotensin, endosterone, nó sẽ có cái chất angiotensin 2 là một chất gây co mạch và hệ viêm và tiền cục máu đông thrombosis. Cái yếu tố này nó sẽ làm cho bệnh cơ tim nặng hơn, đó là gây sơ vữa động mạch và bệnh về các vi mạch. Sau đây là nói về việc điều trị, về việc can thiệp về tâm lý. Can thiệp tâm lý nó sẽ làm nó có thể so sánh như là cái phác đồ điều trị khác, như là làm giảm lipid, làm chống cục máu đông và beta blocker, nó được so sánh với cái điều trị đó. Và sau đây là kết thúc phần trình bày của mình. Bạn nào hỏi gì không? Ok, ở đây chúng ta thấy các bạn trình bày tương đối sâu về phần cơ chế của cái LDL tham gia trong cái atherosclerosis. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm sáng tỏ thêm chỗ này, bởi vì phải làm thêm tài liệu nữa. Cái quan trọng nhất là LDL sẽ tấn công lên trên lớp intima như thế nào và sẽ tấn công lớp media như thế nào. Ở đây các bạn chia thành hai nhánh. Hồi nãy các bạn chỉ mới giải thích trên nhánh tấn công lên intima, tức là do các mạch cầu và trực tiếp lên trên lớp intima. Thật ra còn trên lớp media mới dữ dội hơn nhiều. Ở đó các chất như là cytokine, prostaglandin và rất nhiều chất trung gian người ta gọi là mediator ở lớp. Cho nên nó không chỉ có một cái đoạn ngắn gọn như các bạn dễ hình giống như cái ổ bánh mì vậy đó, mà nó phức tạp hơn nhiều. Và chính nó mới làm tăng cái afterload. Còn nếu giải thích như bạn thì tăng afterload cũng rõ. Chính
media và rất nhiều chỗ còn hơn luôn, cho nên nó mới hình thành nên. Và chính cái media mới giải thích được cái cơ chế của aneurysm, tức là phần mạch trụ bụng. Nếu các bạn chỉ dựa vào cái lớp ECMO thôi thì không thể nào giải thích được cơ chế của thành động mạch trụ bụng, phần động mạch trụ. Do đó chỗ này chúng ta sẽ báo cáo trong một chuyên đề khác. Học cái bạn nào có thắc mắc thêm đó, thầy nói thêm chỗ đó. Các phần khác bạn trình bày tương đối tốt. Các cái ức chế beta bạn trình bày tốt, các ức chế alpha tạm tạm, các ức chế canxi ok. Phần nói chung đây là một bài tương đối tổng hợp. Rồi chúng ta cấp máy đây và thầy